sau khi trận đấu giữa Đại học Tây Nguyên và Đại học Văn Lang khép lại, thì vào lúc 17:45 Đại học Thủy Lợi sẽ ra sân trong trận đấu thứ hai để đối đầu với Đại học Tôn Đức Thắng. Tình huống phạm lỗi là của Lê Hữu Anh Quốc. Và lúc này thì điều kiện thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh đang là tương đối nóng. Với các cầu thủ sinh viên thì nó sẽ là một thách thức tương đối lớn về mặt thể lực. Tình huống không quá khó đối với Võ Hoàng Bảo. Cơ hội dành cho các cầu thủ Đại học Văn Lang. Làm gì đây? Đó là bàn thắng dành cho Đại học Văn Lang. Phút thứ 3 sau khi hiệp đấu thứ 2 bắt đầu. Nếu như cơ hội của Quang Vinh bên phía Đại học Tây Nguyên đã bị xà ngang từ chối, thì ngay sau đó Đại học Văn Lang đã vượt lên. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Đại học Văn Lang đang hướng tới chiến thắng thứ 2. Pha xử lý là của đội trưởng Bùi Anh Vũ. Nỗ lực băng lên của Nguyễn Công Tài. Đã có tiếng còi của trọng tài Việt Thắng rồi. Tình huống can thiệp là của Nguyễn Viết Thông. Một quả penalty dành cho Đại học Văn Lang. Trung Kiên rất dễ dàng, tỷ số là 2-0 cho Đại học Văn Lang. Dứt điểm của Trung Kiên. Một cú dứt điểm không khác gì của các cầu thủ chuyên nghiệp cả. Lâm Sơn tranh chấp cùng với Quốc Trung. Long Sơn, đây đang là phút bù giờ cuối cùng rồi. Con Sa Hạ Phúc pha xử lý là rất khéo. Quang Vinh dứt điểm không vào. Cái chân của Trần Xuân Đông đã cứu thua cho Đại học Văn Lang. Vẫn là một tình huống thoát xuống từ bên phía cánh phải và dứt điểm. Ở đầu hiệp đấu thứ hai, xà ngang đã từ chối niềm vui của Quang Vinh. Và vừa rồi ở phút bù giờ cuối cùng thì cái chân phải của Trần Xuân Đông đã cứu thua cho Đại học Văn Lang. Hai sự thay đổi người liên tiếp bên phía Đại học Văn Lang. Những nỗ lực cuối cùng của các cầu thủ Đại học Tây Nguyên. Nhưng vào lúc này thì chỉ còn là tìm kiếm một bàn thắng danh dự mà thôi. Còn Sa Hạ Phúc. Và như vậy là tiếng còi kết thúc của trọng tài Nguyễn Việt Thắng đã vang lên. Một chiến thắng xứng đáng dành cho các cầu thủ Đại học Văn Lang.